những biểu hiện của thiếu canxi. Canxi không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với xương và răng, mà còn là một phần không thể thiếu đối với hệ thần kinh, cơ bắp và hệ thống miễn dịch. Vậy khi cơ thể bị thiếu canxi thì sẽ có biểu hiện như thế nào? Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua nhé. Số 1, chóng mặt, tê mỏi. Ngồi lâu một chỗ cảm thấy tay chân bị tê, mỏi lưng, đứng dậy thì bị hoa mắt chóng mặt, cảm giác này chỉ diễn ra trong vài chục giây rồi lại trở lại trạng thái bình thường. Số 2, thường xuyên bị chuột rút. Chuột rút là một trong những triệu chứng ban đầu của thiếu canxi. Tình trạng đau cơ bắp đặc biệt là ở đùi, cánh tay, nách trong khi di chuyển hay khi đi bộ cũng có thể là một dấu hiệu của sự thiếu hụt canxi. Số 3, móng tay yếu và dễ gãy. Móng tay cũng cần có đủ lượng canxi để mọc khỏe và không bị giòn. Móng tay yếu và dễ gãy cũng là biểu hiện của sự thiếu canxi trong cơ thể. Số 4, bệnh loãng xương. Mất xương, loãng xương là biểu hiện đáng chú ý nhất trong danh sách các triệu chứng của thiếu hụt canxi. Mất xương thường xảy ra ở phụ nữ mãn kinh hoặc sau mãn kinh có nồng độ estrogen giảm làm giảm sự hấp thu canxi, bởi vì khi cơ thể nếu thiếu canxi thì sẽ rút canxi từ xương để phục vụ nhu cầu của tim và các cơ quan khác. Thiếu xương giai đoạn bắt đầu của loãng xương và loãng xương cần phải được theo dõi và đánh giá thường xuyên bằng cách đo mật độ xương và kiểm tra nồng độ canxi trong máu định kỳ. Số 5, mất ngủ. Đây cũng là một dấu hiệu quan trọng của sự thiếu hụt canxi. Trong nhiều trường hợp, người không có đủ canxi trong chế độ ăn uống sẽ bị mất ngủ. Trong một số trường hợp, người thiếu canxi vẫn ngủ nhưng giấc ngủ không đủ sâu, thức dậy vẫn thấy mệt mỏi. Số 6, răng trở nên vàng hơn, chậm mọc răng. Răng và xương bị tác động lớn khi bạn thiếu canxi, do vậy khi nhận thấy dấu hiệu này, bạn cần ra soát lượng canxi trong chế độ ăn và kiểm tra mật độ khoáng trong xương, vì đây là một trong những dấu hiệu của tình trạng thiếu canxi. Số 7, ở nữ giới xuất hiện các triệu chứng tiền kinh nguyệt. Những triệu chứng bạn thường gặp trước mỗi kỳ kinh nguyệt như nổi mụn, đau ngực, đau lưng, đau bụng, rối loạn giấc ngủ, nhức đầu, đau cơ, căng thẳng, mất tập trung xuất hiện nhiều hơn thường lệ. Điều này có liên quan đến canxi, chúng sẽ giảm đi nếu cung cấp đủ canxi cho nhu cầu của cơ thể. Để bổ sung canxi, bạn nên tăng cường ăn các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, bông cải xanh, củ cải xanh và cải bắp vào chế độ ăn uống hàng ngày các loại thực phẩm giàu canxi khác như cá hồi cá mòi cá thu và cá ngừ phô mai sữa đậu nành hạnh nhân và hạt vừng các món hải sản như tôm cua sò cá trên đây là những biểu hiện của cơ thể khi thiếu canxi hãy bổ sung canxi khi có các dấu hiệu này nhé chúc bạn luôn vui khỏe